Falcons turn to pick. Bạn là Beastmaster được Falcon rồi. Huska được pick rất nhanh. Rồi nhìn chung thì không phải là Monkey thì so với gặp Huska thì cũng cút thôi. Thậm chí còn cút hơn từ level 1 luôn. Lâu lắm mình thấy Quick Duck thì bởi vì con này nó khó yếu ấy. So với cả các support khác bây giờ chả thua vậy. Các bạn bây giờ người ta toàn đánh sắp 5 tay ngắn đấy. Xong rồi Liquid này vẫn pick con Quick Duck đánh sắp 5, tôi cũng chả hiểu như nào. Last pick của Liquid bây giờ thì là offlane gì? Trận trước Beastmaster đánh khá hay nhưng mà cũng không gánh nổi đến late game. Night Stalker à? Trông có vẻ cũng hay đấy, Saberlight cũng là một người đánh Night Stalker khá hay. Nhưng trận này thì tôi nghĩ rằng là tất cả những cái sự tập trung của chúng ta đều phải dồn vào vị trí mid lane của Mori. Bởi vì pick Huska thì đội hình thường thường là sẽ xoay quanh con Huska và đánh nhau rất là sớm. Alchemist bây giờ cũng sẽ lên cái lối build đồ đó là Radiance và Blink Dagger để tham gia combat sớm thôi, chứ không chơi theo kiểu đi farm mắc đồ rồi bắt đầu sáu múi ra nói chuyện thôi. Trận này về ban pick thì chúng ta có thể thấy là team Liquid họ hơi bị lì, vẫn chơi Storm với cả vẫn chơi Razor, đối phương vẫn có môn Doom counter cả hai con này luôn. Được cái là trận này thì họ pick Night Stalker là một hero có thể lên được Nullifier sớm hơn so với Beastmaster, trận trước Beastmaster lên khá muộn. Tôi tất nhiên tôi cổ vũ Falcon rồi, mặc dù tôi không thích Falcon đâu nhưng mà tôi cũng không thích đi ngủ lúc 5 giờ sáng. Bình thường tôi sẽ cổ vũ Liquid đấy, nhưng mà Liquid lỡ thua game 1 rồi. Cho nên là thôi, thua luôn game 2 đi. Trước khi trận đấu này diễn ra thì các bạn có thể ghé thăm vào VSCG để cập nhật kết quả cũng như là thông số đối đầu của cả hai đội tuyển này để có thể đưa ra được những thông tin gieo hạt chính xác hơn. Cá nhân tôi đánh giá Falcon cao hơn trong game đấu thứ hai này. Bất kể cái việc họ thắng game 1 hay không thì tôi vẫn nghĩ trận này Falcon pick hay hơn vì Liquid họ bị lì quá. Anh Tomei cho em hỏi thường cast mấy trận trễ vậy, sáng đi làm chắc đuối lắm nhỉ? Thì các mấy trận mà muộn như này thì sáng anh không đi làm. Người cắt game 3 giờ sáng thì chẳng ngủ ngủ được chưa? Không cắt là 9 giờ anh dậy rồi, xong rồi 10 giờ anh ngủ tiếp. Hôm nay studio có gì hot à mà Kem không stream? Thì hôm nay Kem stream sớm, nghỉ sớm. Chắc là bởi vì hình như lướt kính em IEO đúng không nhỉ? À đấy, ngày mai đôi vợ chồng trẻ 5 tiếng các bạn ạ. Nên là Kem hôm nay không ở lại muộn được. Tôi đoán đấy, thì tôi cũng không biết đâu. Công việc của 23 Creative buổi sáng là gì vậy? Anh Tomia là ngủ. Bọn tôi toàn những người buổi sáng chỉ ngủ, thậm chí ngủ đến chiều luôn. Bọn tôi có trêu trêu nhau là ở 23 thì có một cái group gọi là group đến 40 tuổi. Trong group đấy thì gồm có Hoàng Ngô, vợ Đức Kính và Kem. Những người thường xuyên đi ngủ đến độ khoảng 4 giờ sáng đi ngủ và tầm 3 giờ chiều mới bắt đầu thấy tỉnh dậy.
Thì đấy là đội đến 40 là đứt. Hoàng Ngô thì mọi người nói là chắc không được đến 40 đâu, bởi vì là Hoàng Ngô lại còn mỗi ngày 3 lon coca nữa. Lương caster tháng 5 triệu anh em ơi. Đợt TI vừa rồi thì được thưởng thêm 5 triệu nữa là thành 10 triệu. Nói chung là thưởng thì cũng thỉnh thoảng mới có thôi. Kiểu 5 lần. À, 5 2 lần chứ, bọn tôi còn được thưởng Tết nữa. Game 2 theo Falcon tôi nghĩ là hợp lý thôi. Mid lane này thì Nisha chắc chắn là cút rồi. Baxa đá vỡ mồm đây, bè rồi à? Tôi thì thực ra Baxa không có Messi tôi không xem, mà Bae thì từ trước giờ tôi vẫn cũng không xem, nên tôi cũng không xem hai đội đấy nữa rồi. Ama bot chết first blood không? Chắc chắn là chết rồi. Thì huống try lên để ăn first blood từ team Liquid để lấy lại một chút lợi thế ở lên bot. Bởi vì lên mid họ thì chắc chắn là cút, lên top thì khó mà thắng được. Nhưng mà sao phải khổ thế nhỉ, biết hại nhưng vẫn làm á. Đâu, mấy cái ông 40 đứt đấy là có phải là bởi vì thích khuya vì để làm việc đâu. Đấy là người ta thích thức để người ta chơi đấy chứ. Thêm một mạng nữa rồi bot dành cho Liquid, lần này là Mickey ăn mạng. Chứ làm đêm thì thường là tôi làm mà, hoặc là Đức Kính. Tôi thì cũng healthy thì nhưng mà chắc tôi cũng chỉ 50 thôi. Vì tôi không muốn sống lâu các bạn ạ. Cú stun khá hay của Skitter để cứu Sneaking. Pha đấy mà Skitter không thả cái stun đấy sớm, đúng lúc đấy thì Sneaking khả năng là đi rồi. Hôm nay donate vào đâu Tomia ơi á? Các bạn có thể donate cho tôi. Mấy cái là có chấm than Tomia ở trên kênh chat. Hoặc các bạn có thể chuyển thẳng vào tài khoản Tomia ở Vietcombank. Quay lại với trận đấu đi, Falcon họ vẫn đang là những người dẫn trước về mặt network mặc dù đối phương ăn được first blood. Không, đấy là mọi người trêu trêu nhau vui đấy thôi, chứ còn tôi nghĩ là để mà thực sự là chỉ sống đến 40 thôi thì cũng khó đấy, phải thực sự cố gắng đấy, không dễ đâu. Chính Storm đi sản mid là phát nhiều hơn tôi tưởng đấy nhá. Rồi, có TP của Insania lên nhưng mà cũng chẳng làm gì. Cảm giác Liquid đang hơi bị cuốn theo lối chơi của Falcon. Tại sao mở đó lại ngọng rồi á? Tôi không biết nữa, hôm nay Mickey đánh Razor chưa thực sự bay lắm. Mặc dù cũng là tướng tủ. Momo cũng được. Để tôi xem là tôi đã được update lại Momo chưa. Đây rồi, định ra bắt Morin. Nhưng Morin thì không chết được. Ôi à, Thiên Ân vẫn chưa cho tôi được donate rồi các bạn ạ. Để tôi tự gõ. Momo của tôi là gõ số tài khoản à? Đấy. Anh em có thể đi chọn xem là nơi nào thì tiện hơn cho các bạn. Ở đây thì Boxy chắc chắn là đi rồi. Không thể nào mà về được. Một hit nữa Sneaking. Tốc độ di chuyển của Ragna là rất cao. Còn Ama ở dưới boss thì có lẽ là cũng phải chết. Tuy nhiên thì Mickey cùng Insania cũng đang hết sạch cả máu và mana rồi. Giết được mạng của Ama xong hấp hối như thế này thì cũng chưa chắc đã lãi cơ. Đây rồi. Cảm ơn người anh em Nguyễn Mạnh Tuấn nhé. Mình đã nhận được. Ui, 500 hạt. Quá tuyệt vời. Ăn đêm mất một tuần luôn không hết.
Giờ này trà sữa gì hả bố? Kể cả là đều vậy, hội trà sữa ấy. Trận này không đều đâu, Phong cần đang dẫn rồi. Doom mới thọt chút nhưng đây là con Doom không vấn đề gì cả. Có vẻ như là Sneaking đang khá là thích con Pagna này đánh vị trí sắp 5. Đi lên có thể không quá hiệu quả, tuy nhiên về late game cứu người thì lại rất tốt. Nếu như đối phương không lên Nullifier rồi, hoặc là lên muộn, giống như game trước. Ừ, thêm nữa luôn à? Đây rồi. Cảm ơn người em Nguyễn Cao Hân. Chúc các sở sức khỏe, quà nhỏ tấm lòng to. Rất cảm ơn anh em. Ra thì các bạn donate bao nhiêu tôi cũng thực sự là rất mừng và rất hạnh phúc. Quan trọng không phải là các bạn donate tôi bao nhiêu mà quan trọng là các bạn quan tâm đến tôi thôi. Tôi ít khi được quan tâm lắm, chả quan tâm đến tôi. Vâng, Thiên bảo là các em quan tâm mà. Cả đời tôi chưa thấy Thiên hỏi thăm sức khỏe tôi câu nào đấy các bạn ạ. Nisha mình hết sạch mana, cắm cây ra chạy vòng quanh là khá hay. Nhưng Sneaking tới rồi thì chạy vòng quanh kiểu gì nữa đây? Tiền cảm mới chân quý chứ tiền thì các sơ thiếu gì á? Không, tôi thiếu cả hai đấy. Đấy rồi, trà sữa lại bị đuổi tiếp ở trên top. Như lần này thì sợ ngoài phải thiệt mạng cả. À nhầm, ở giữa bot chứ. Top là Sableye mà. Còn Sableye thì đã phải sắm cho mình một chiếc Raindrop rồi. Ở đấy mà không có Raindrop thì khả năng là đi. Nisha bay vô, tìm thấy được crit rồi. Được mạng dễ dàng rồi Nisha. Có ngay một chạc Galvanize. Trong con Storm này khổ nhỉ. Lên level 6 có được 3 chạc chết luôn mất hết. Xong rồi giết được một người mới lên lại được mạng. À mới lên lại được một chạc. Ui, đừng quan tâm thêm nữa luôn. Rất cảm ơn người em Nguyễn Mạnh Tuấn. Trời ơi, quan tâm này thì yêu mất. 1.000 hạt nữa. Trời đất ơi, ngày mai tôi phải ăn sở tích thôi. Nó phải là bít tết medium rare. Không thiếu gì vẫn cần á. Thực ra tiền thì không bao giờ không thiếu các bạn ạ. Bởi vì tiền không bao giờ đủ. Tôi thì tôi không nói là tôi nghèo, nhưng tôi thiếu tiền. Morin di chuyển ra đây, Mickey khả năng là cũng thiếu người quan tâm rồi. Trà sữa ơi, Mickey quay lại hút đam, nhưng mà hút đam Morin đến mai thì Morin mới hết được đam. Một mạng dễ dàng rồi Morin. Game này thì Morin thi đấu thành công hơn con Huska của ai nhỉ? Của Yakun Brother đúng không nhỉ? Rất nhiều. 20 đi ngủ sớm được không? Anh trông rất có vẻ là vào form 20 đấy. Razor với Storm đều đang hơi ngọng. Alchemist thì lại còn vào cả rừng đối phương cướp tam cướp luôn. Nhưng mà chết rồi thì hơi buồn cười này. Chết rồi đấy. Ý da.
Tự dưng có mạng free. Server live phần này chắc là không chết chứ. À đúng TP thì chết rồi. Cái sau đấy không chạy thẳng nhờ, trời đang đêm mà chạy nhanh mà. Đừng TP ăn cái phía là đi luôn. Thì sợ tại đang là 5 đều nhưng mà Falcon vẫn đang là những người có một chút lợi thế. Được rồi. Chắc thử rất nhiều người lên để ăn mạng của Morin, ăn được không? Ăn được rồi. Viking mũ máu công thành công nhưng mà đối phương có quá nhiều burst ra làm phép. Và Viking cũng chết luôn. Ok. Hay không của tôi đâu. Sao tự dưng gâu Alchemist xuống bóp farm rồi chết, xong rồi đến lượt hai ông chết top cũng chết thế này. Giờ này có xe, khả năng là Liquid sẽ stick và ăn trụ thôi. Không có lý do gì để bỏ qua cơ hội này. Mặc dù là Alchemist thì chết một mạng cũng hơi lãng xẹt ở dưới boss khi mà đúng lúc Roshan nó bước vào để bị long con. Tuy nhiên vẫn giàu thôi. Đánh nhau này, không buông trụ rồi. Alchemist không stun được ai, tự sóc vào mồm. Này Soccer đã mở ulti lên để móc hàng sau. Ulti của Sapphire rót vào. Creed vào này khó toàn mạng rồi. Creed đã chết. Tạm thời đã là 1 đối 1 thôi. Đu được vị trí của Mickey rồi. Mickey cũng sẽ phải cố gắng đi ra bản thân. Sống là không thể. Ama không chết luôn. Đó là truyền thái y đến Sneaking. Và bây giờ thì Boxy bỏ mạng rồi. Sunblade cũng đã chết. Mickey như vậy là không chết. Nhưng con bát đó là quá rõ ràng chiến thắng cho Falcon rồi. Khi họ chỉ mất có mỗi một mình còn Mueta mà thôi. Dưới 39 có sáng không á? Ở thì hiện tại thì đang không sáng lắm. Ama đi rồi. Cố gắng trả đam ra nhiều nhất có thể trước khi chết thôi. Chuyện này Ama vẫn đang hơi thọt. Nhưng làm một con Doom thì sớm muộn gì cũng sẽ farm được đồ thôi. Ama của Doom thì chúng ta cũng không cần phải bàn nhiều nữa rồi. Một trong những con Doom hay nhất thế giới. Nếu như không phải là con Doom hay nhất thế giới. Các anh em có con Doom nào hay hơn con Doom của Ama? Nếu mà chúng ta không tính đến con Doom của Ramsey. Tôi nghĩ là Doom của Ama là số 1 rồi đấy. Pick cả Pagna và Huska như này thì sẽ đánh rất nhanh rồi. Alchemist cũng có vẻ như là sắp xong Radiance. Sau Radiance lên Blink nữa là đủ. Sẵn sàng Snowball. Còn con Doom của RTK nữa nhở. Tự Doom của anh không ăn luôn. Con Doom đấy chắc chắn là số 0.5. Hai ba có ai nghèo muốn đi cast poker live không? Cái này thì chắc là phải Đức Kính với Hoàng Ngô rồi vì trò đấy tôi không biết. Để hôm nào tôi hỏi Hoàng Ngô với Đức Kính nha anh em. Còn đấy tôi biết luật thôi, còn cát thì không cát được. Ê ơi, Blink thẳng vào đu ngay. Đi sao chết chắc rồi. Tuy nhiên Insania cũng đang trả được rất nhiều đam ra. Nhưng Ama đã được búp máu vào. Thái Y ở đây thì không ai phải chết cả. Medic, 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 Medic. Hồi hồi cho Ama không những không mất máu mà còn hồi máu luôn từ cướp rồi mà Lidic mất. Đôi mạng dễ dàng dành cho Falcon với một tình huống Blink vào rất tự tin của Ama. Nhưng Alchemist thì sao? Ai cứu với? Thái Y đâu? Thái Y đây! Chúng mày định làm gì ra Kenny của anh? Rồi Skitter thì cũng sẽ tự sóc mặt mình nhưng không thể chết được nữa rồi. Superlight phần này thì đang đi lạc. Ở dưới boss thì Doom đang đánh nhau. Giết được Nisha không? Nisha đánh là cũng khéo đấy.
Nisha không chết. Và Quýt thì khả năng là phải chết rồi. Chắc chắn là chết rồi. Giết Nisha không thành công. Falcon mất đôi mạng. Liên tục là những tình huống ăn miếng trả miếng. Bằng cái thần kiều đó thì Sableye đã làm được hai con gà ở đối phương. Alchemist đã có Blink Dagger. Đây sẽ là lúc mà Falcon họ tăng tốc rồi. Cái đồ đó khá cân bằng đấy. Dựa trên nền network này nó chỉ đến từ việc con Alchemist nó giàu hơn con Razor mà thôi. Và con Alchemist thì đương nhiên là phải giàu hơn con Razor rồi. Đó là chất tường nó như vậy. Blink Tan. Blink Tan là chính xác. Boxy mất ngay một nửa lượng máu của mình. Và bốc hơi ngay lập tức. Khai trương Blink Dagger vào một mạng đối phương quá dễ dàng. Mori nhìn thấy rune thì Gen bỏ qua luôn. Không tâm. Huska không cần nhiều máu. Mana thì không có rồi. Huska đang mang Blink Dagger. BKB ra rồi. Xin lỗi các bạn, không phải là Blink Dagger. Ama của Doom của Ama thì cũng đã có Blink. 5 giây nữa là có Doom. Có 3 thắng 1 phát nữa là Anoshan sẽ bóp luôn. Snowball lên thẳng high ground. Đấy, endgame phút thứ 25. Thậm chí là Roshan luôn, không cần phải thắng combat. Kane Gis sẽ cho Huska. Không có gì bất ngờ cả. Đây thì Crit cùng với Ama đang đứng chờ sang một cái bẫy. Nhưng mà Skitter đã chết luôn. Không có ulti, ăn cớt, tự sát vào đầu. Không được rồi, tí thì tự sát được. Skitter biết cách làm cái game nó khó hơn đấy. Tôi đoạn Roshan xong phát ngay tức mình ra mid feed. Mất mạng carry, mất luôn cả trụ mid. Bỗng dưng Razor chỉ còn kém Alchemist có 2.000 tiền thôi. Vâng, bằng cách nào đó thì Sableye đánh offlane nghèo hơn cả sắp 4. Xin các bạn, sắp 5. 5.400 tiền cho offlane là cái lồn gì thế? Thật sự là biết chơi Night Stalker không vậy? Mất công tôi nói là tướng tủ. Sao không biết chơi? Con Quýt Ốc nó giàu vì nó ăn được mấy mạng của Doom với cả và Alchemist ấy anh em. Với cả nó farm rừng cũng nhanh nữa. Boxy TP về. Ua. Có đây Ama nhanh hơn nửa giây nữa thôi là khỏi về rồi đấy. Tâm này mà đẩy trụ 2 thì chắc là Liquid họ không đép rồi. Nó sẽ buông trụ cho Falcon thôi. Đối phương này có Kenegis, đang khỏe hơn, đang giàu hơn. Mặc dù không nhiều nhưng vẫn là giàu hơn. Night Stalker hoàn thành Eco Saber, Snapfire cũng đã mua được Blink Dagger. Nhưng thực sự thì Blink của Snapfire tôi thấy là cũng không quá mạnh đâu.
Falcon bỗng dưng họ đang trùng xuống rồi. Đánh như này thì mid game không có lợi thế nữa. Hai bên đánh nhau bằng trình thôi. An toàn meter khá là vất vả. Nhưng mà shot cho Saberlight thì lại hay đấy. Sẽ giúp cho con này Stalker này ra vào combat thoải mái hơn. Và có nhanh hơn. Cứ tưởng là bắt được Crit này nhưng mà không hề luôn. Phi một mạng Boxing của Insania đây là cũng chết luôn. Mạng của Insania là khá đáng giá nhá. Rất đáng giá đấy nhá. Crit thậm chí còn không chết. Insania cũng đã đi. Doom thì đang dí theo Storm. Nhưng Storm về được rồi. Mất hai support thì bây giờ là thế mà Falcon họ hoàn toàn có thể tính đến chuyện đẩy nhà rồi. Đẩy top thôi. Mid và bot thì đều hết trụ hai rồi, lên hai round tuần này thì quá sớm. Aegis cũng chỉ còn được độ khoảng 35 giây thôi. Giết Doom à? Giết được không? Giết được. Nhóm bắt bài của Team Liquid với hai co chuyển lên, họ đoán biết được cái vị trí di chuyển đó của Doom chắc chắn sẽ đi farm ở đây. Trận này Doom của Ama đang chưa hiệu quả lắm. Aegis đã hết. Tận dụng Khiên Aegis để... Sao? Cũng không tận dụng được quá nhiều Khiên Aegis để ăn Commenter đâu. Thực ra con Huska này thì có thể solo Tormentor được nhưng hơi mạo hiểm thôi, có thêm một người nữa thì sẽ an toàn hơn, đỡ sợ chết ngố. Thực ra Saber trận này vẫn rất nghèo nhé, 22 phút mà có một Eco Saber thôi, có cái Shard nữa nên ra mà network mình như thế kia, chứ nó không có Shard thì vẫn là nghèo. Cũng không nên không hẳn là nghèo hơn, ngang tiền so với cả Witch Doctor. Rồi muốn bắt Huska nhưng mà Huska có đồng đội ở ngay gần nhá. Huska vẫn chết. Boxy xử lý khá hay nhưng mà Blink ra xa đồng đội để đồng đội không ăn cái stun đấy cùng. Giết Huska như này thì làm chậm hoàn toàn nhịp Snowball của Falcon rồi. Cái tưởng ở lại có khi là chết này, Blink về cũng khá nhanh tay đấy. Như vậy là sẽ buông lên ở cái boss cho đối phương muốn làm gì thì làm. Họ cần họ thiếu người họ không đánh nhau. Nhà tức là di chuyển đi farm một chỗ khác. Smoke đi cổng lên top này. Liquid đang macro rất tốt. Nhưng nếu bắt được Skitter, à để bắt Skitter thì cũng không dễ đâu, vì Skitter có ulti và cũng có cả BKB rồi. Bay vào này, Skitter chưa kịp dùng skill gì cả. Skitter chết luôn. Wow. Dã man thật đấy, burst dam đáng sợ nhỉ. Thế thì một đều mất. Falcon không đánh nhanh được nữa rồi. Alchemist với Huska mà late game chơi ai? Doom trận này cũng không giàu lắm nữa. Sneaking bị bắt lẻ, mình uống Blink Dust của Boxy. Cố gắng cứu Sneaking này, tạm thời vẫn chưa chết này. Nhưng chỉ là tạm thời thôi, Lao vào cái long con cùng thì đi cả đôi rồi. Crit làm cái gì thế hả Crit ơi? Vip mà đống đan cho Mickey nữa, đập trụ cho dễ. Đập trụ luôn. Kiếm gì ăn dần đi á. Dạo này tôi đang phải vào chế độ giảm cân rồi anh em ơi, hơi béo rồi. Tôi sắp sửa 80 cân đến nơi rồi.
Tự vạch ra cho mình một kế hoạch là trong vòng 6 tháng nữa tôi sẽ giảm 10 cân. Thực ra có thể giảm nhanh hơn nhưng mà cũng không cần thiết lắm ấy, tôi cũng không vội, mình giảm từ từ thôi. Mỗi tháng giảm dần khoảng 2-3 cân. Chắc là đến hè nó sáu múi. Lần trước tôi sáu múi là vào tháng 11 các bạn ạ, thế là tôi chưa kịp đi biển. Chưa kịp khoe thân thì tôi đã lại béo rồi. À, lần này tôi sẽ quyết định là mình phải sáu múi vào đúng đợt hè. Để tôi đi khoe thân ở bãi biển. Thực ra trận này mà kéo lên thì cũng chưa chắc là Falcon họ đã thua 100% đâu. Chỉ là nhìn cái thế này thì giống là sắp thua thôi. Con xây Blade đi farm lẻ này. Chết rồi. Không một cơ hội nào. Quá nhiều đam đến từ Skitter và Crit. Lết nếu như mà con mua ta lại có đồ nhá thì chúng ta Falcon hoàn toàn thể chơi được mà, bởi vì là Huskar late game disable rất khá là đáng sợ đấy. Của Alchemist là bị lởm một tí thôi. Trong trận này thì Alchemist lại được cái là nó có thể buff kệ xanh cho Huskar, Huskar khỏi cần mua kệ xanh luôn, có thể lên đồ khác. À, không, tất nhiên thì late thì Liquid mạnh hơn là rõ rồi, nhưng mà ý tôi là Falcon thì họ cũng vẫn có thể chơi được nếu như mà thực sự cần phải kéo late game. Trước đây không phải là một trận đấu mà về late thì Falcon sẽ 100% thua. Họ sẽ chỉ có tỷ lệ thắng tầm khoảng 40% gì đấy thôi. Chị cũng không đến mức là không thể thắng được nữa game. Ăn Roshan xong rồi, Skitter lại đi feed lẻ là đúng bài đấy. Tạm thời thì Skitter chưa làm thế. Skitter thì cũng không phải là một người chơi mà sẽ mắc hai sai lầm trong cùng một trận đấu đâu. Tôi đánh giá Skitter là một trong những carry khá là bị underrated. Đánh lúc nào cũng tròn vai trở lên. Có săn được không đây? Sableye đã mở BKB lên rồi. Như vậy là đổi một cây BKB. Tham Minh là hay của Creed này, nhưng mà ở hơi xa, chưa ai dí cùng cả. Họ muốn Storm nhưng mà họ không bắt được Storm. Doom vào rồi nhưng là cũng đã Doom đấy nhưng mà không giết được Storm à. Hơi đáng tiếc là nhà Falcon rồi. Chỉ nhỡ nhịp rồi thì thôi, bây giờ cũng không cố nữa. Ơ chết ngay Boxy đứng ở đây chờ nãy giờ không có TP. Tự dưng vì một lý do gì đó Crit bất giác bắn một cái Deadshot lên trên đồi cắm guốc. Chống lên định đuổi Storm à? Cũng hơi khó đấy. Xong cái BKB rồi. Nếu mà trên stun hoàn hảo thì may ra. Có cần đang có một chút lợi thế trong trận đấu này với Kennegis cũng như là lợi thế về kim tiền. Lên hết trong ngoài đối phương trong vòng 30 phút rồi. Tuy nhiên để lên high ground thì vẫn còn là một bài toán khó. Còn 2 phút khiến Aegis, không biết là Falcon có muốn tận dụng để lên thử high ground phát không? 2 phút thì có thể kịp đấy. Mid hay top là đều kịp luôn.
Aman cũng đã xong Doom rồi. Có cơ sở để thử. Aman đây mà chết là thôi luôn này. Rồi, Aman sẽ tìm được Boxy ở đây. Nhưng mà đồng đội đã cancel TP rồi. Aman muốn Doom. Aman muốn giết thì nên Doom. Thực sự là Aman muốn giết thì nên Doom. Lì phết vẫn giữ được Doom này. TP về. Ui. Tí thì ăn được Mickey rồi. À nhầm, tí thì Mickey bỏ mạng rồi. Nhưng mà đổi mạng Boxy đến một giây BKB của Doom thì đã tôi thấy cũng lãi. Thì xài trên top để trụ một mình. Cũng còn Doom này. Muốn bait ulti, à muốn bait BKB của Storm nhưng mà khó. Để bot có đớt được mở ra, chắc chắn là Vang Na chết rồi. Mất luôn cả gem không? Ôi ơi, ở trên top vẫn giữ Storm này. Ở dưới bot Seeking chưa chết. Seeking vẫn chưa chết. Seeking không chết. Wow. Rất may mắn cho Seeking. Khi mà ngay gần anh là một người em. Đó là Maureen. Game thủ trẻ tới từ khu vực CIS. Với mức rank là 15.000. Giải cứu ngay cho thằng anh. Như vậy là Falcon họ sẽ không thể tận dụng được khi Aegis để lên high ground rồi. Tuy nhiên thì phía thắng của họ vẫn đang là 66% theo như đánh giá tới từ Dota Plus. Trận này thì Mickey lại giàu nhá. Nhưng mà không biết là có lên Lincoln không. Có lên Lincoln ăn một cái Doom thì cũng giàu đến mấy thì cũng thế đâu. Falcon họ đang có vẻ như là group ở mid lane này, nhưng mà tôi không nghĩ họ nên lên high ground ở tầm này đâu. 10.000 đến có chênh lệch ở phút thứ 32 không phải là con số đủ để có thể lên high ground khi đối phương còn như 5 người. Đấy, đấy, đấy. Nhìn thấy nhau rồi. Đặt trống lên rồi. Hai ông chạy đều nhanh. Quất một cái roi vào đít. Sắp sửa cung dao sang Blink. Kia không chính xác. BKB và TP thôi vậy. Ok đấy sống. Doom cũng không chết được. Và Doom bây giờ thì cũng không cancel TP nữa. Nếu như Doom chưa có level 25. Mà có level 25 thì cũng chưa chắc đã Doom cancel TP vì nó sẽ phụ thuộc việc là có Doom phải lấy talent nào. Trận này thì chắc là cũng không lý do gì để lấy talent break passive rồi. Chứ lấy thì cũng được nhưng mà không quá cần thiết. Tôi nghĩ là Mi Vital vẫn hay hơn. Thậm chí là hay hơn nhiều. Con này sau cờ trận này chẳng có lý do để phải Doom nữa cả. Có Doom Mai sẽ là Doom Storm và Doom Razor thôi. Storm và Razor thì cũng không phải là hai hero có passive quá khỏe. Archimist bắt đầu búp hệ xanh rồi. Người đầu tiên được nhận có lẽ sẽ là Huska thôi. Đúng là như vậy, Huska đã có hệ xanh. Bây giờ thì ulti của Huska sẽ rất đáng sợ. Disable siêu lâu xuyên BKB. Những hero kiểu như là Storm mà ăn một cái life break này là khả năng đi đời luôn. Có mở được BKB lên không? Có vẻ Liquid muốn đánh đấy. Skitter khá tự tin. Storm bay thẳng vào bắt Seeking rồi. Nhưng đó là khai trương gậy xanh của Maureen. Storm Speed đã chết và Doom vào vị trí của Mickey rồi. Mickey cũng không thể nào mà sống nổi tình huống này. Lao thẳng vào đánh Seeking nhưng Seeking không chết. Hiểu chính, lên thẳng high ground. Đối phương thiếu Storm, thiếu Razor. Nhưng mà vẫn còn Fortify. Và quái ở mid thì cũng đã bị cắt rồi nên là cũng sẽ chưa thể nào mà mất nhà được đâu. Đấy nhá, có khi mất nhá. Đúng rồi, búp máu cho đúng rồi, Sneaky này rất hay. Không cắt được quái, còn một con. Cờ cũng đã được cắm ra. Giờ lại đứng TP về và thành công. Nhưng mà nhà thì vỡ rồi. Thậm chí là lên thứ hai luôn á. Hơi khó nhỉ, không có quái. Không hề khó luôn. Hai lên một cách dễ dàng.
ít nhất sẽ phải ăn Rex này rồi về. Vẫn còn Mikami trên người Skitter mà sợ gì đâu. Đánh rất khéo, không đứng vào gần để con Good Doctor có thể long con được nhiều người. Một lên rưỡi dành cho Falcon. Roshan sắp hồi sinh sau 1 phút 28 giây. 17.000 network trên lệ phút thứ 35 thì là con số rất lớn rồi. Bây giờ thì Liquid lại thành khó chơi. Khi Momorin có được gậy xanh thì Storm Spirit bây giờ không còn là vấn đề nữa. Một ulti của Morin là Storm biến mất. Mà vào combat lại còn không cần phải Doom Storm nữa thì quá dễ cho Ama rồi. Cứ Doom thẳng vào Razor thôi. Razor thì cũng đã có Link Ke nhưng mà cái Link Ke bây giờ thì bị break dễ quá. Doom cũng đã ăn luôn cả con quái burn mana để có thể tự break Lincoln rồi. Mà kể cả không phải là Doom break Lincoln thì những người khác cũng hoàn toàn có thể hỗ trợ để break Lincoln được. Muheta cũng có skill để break Lincoln, cũng có item để break Lincoln. Pagna cũng thế. Falcon đang smoke di chuyển về đúng hướng của đối phương này. Trong khi đó thì Storm lại đang phong rừng ở rất xa. Storm đang TP ra rồi. Lại không phải là có bác thiếu người. Nhưng bây giờ có bác đủ người, Liquid cũng chưa chắc là thắng được cơ. Nhưng phải đánh thôi, bây giờ buông Roshan thì là buông game luôn. Còn thắng combat thì là ăn Roshan. Ama phải blink về rồi, Ama có BKB được mở lên, vẫn chưa được room, à vẫn chưa room được. Skitter sẽ ném tan vào đầu của Mickey và lùi về thôi. Ở đây thì giữ chân được ai, đó chính là Nightstalker. Nightstalker Cookie bay vào sâu hơn người hình đối phương, Nightstalker đã chết. Vẫn tiếp tục là phế vật, đã bách ra rồi. Nhưng đó là rất nhiều đam dồn vào tới từ Mickey, Mickey bị room rồi. Mà Huska đã chết này. Chuyện Huska nhưng mà Liquid họ mất hết người như này thì tôi nghĩ là thua luôn rồi. Saber Eye Dieback ở đây là rõ rồi. Không hiểu chạy kiểu gì luôn khi không còn ultimate nữa. Saber Eye chắc chắn là chết. Trời cũng đã sáng rồi. Cơ hội là không còn dành cho Saber Eye. Giết được Ama, giết được Morin. Nhưng Liquid thì họ cũng đã phải Dieback. Và mất cả 3 co à, mất 3 co và Dieback 1 co. Đúng lúc này thì Roshan cũng đã hồi sinh. Nightstalker của Saber Eye thực sự là không ăn thua rồi. Liên Liquid có gì á? Thực ra Liên Liquid thì mạnh thật. Nhưng mà tuần này bị dẫn sâu quá rồi. Và cũng chưa đến được lết nữa. Bây giờ thì là timing để endgame của Falcon rồi. Họ chắc chắn sẽ để boss thôi. Lên top chỉ còn mỗi một cái range Rex. Muốn đập lúc nào thì đập từ lúc đấy. Oxy phần này có lẽ là sẽ không chết vì cũng không có bất cứ một con nào gần để có thể thu hẹp khoảng cách và giữ chân được con Starfire thêm một tí nào nữa cả. Ấy. Ơ. Từ thì vẫn sẽ sống thôi nhưng mà cũng hơi mạo hiểm. Trận này pick Nightstalker xong rồi lên cái Nullifier sớm để đối phương không snowball được thì chúng ta cơ hội có khá nhiều cho Liquid chứ. Đây thì sneaking chắc là phải chết thôi nhỉ. Lần này ulti ném vào mà không chết thì thôi ấy. Không chết luôn đấy. Đứng bù máu lên, sneaking sống. Boxy chết ngược. Insania cũng thế. Bỗng dưng hai support tưởng rằng bắt được có sneak, bắt được có Magna để có sneaking mà dễ á. Có gặp có thêm hai con nữa thì may ra chết. Một solo mid và hai support là chưa đủ để giết được sneaking đâu. Có biết là ở trong tên của Sneaking có chữ King không? Hay có đánh King chưa? Rất xin lỗi Sneaking vì tôi đã đặt dấu chấm hỏi về con Pagna này của Sneaking ở cái lô đầu tiên. Một con hero quá khó chịu. Bài bách ra để làm gì đấy? Dù bài bách cũng hơi giật mình nhá. Bài bách như này Falcon họ sẽ lùi về và để boss thôi đúng không? Alchemist sẽ book vệ xanh thứ hai cho ai đây? Đúng chính là Doom rồi. Trận này Sneaking MVP là rõ. Thấy đánh quá hay. Không chê vào đâu được. Đây rồi, trận này thì Razor của Mickey cũng đã nhận ra rằng là bắt buộc phải có Satanic bất kể việc đối phương có Doom hay không Doom.
Vigorizer này phải có Satanic. Bị Doom thì phải chịu. Còn nếu như mà bằng cách nào đó có thể không bị Doom thì đừng nhây con bát là thắng được con bát mà. Lùi về à? Họ cần nghĩ là bây giờ họ sẽ end game thôi, game đó sẽ kết thúc tầm khoảng phút từ 41 à không 42. Một combat thắng là end game, còn nếu mà thua thì lại thành 47. Cờ đã cắm, ulti đã mở. Wood cũng sẵn sàng. Skitter sẽ là người đảm nhiệm cho trách đập nhà với Kenegis. Trụ đã vỡ, Rex cũng chỉ còn nửa máu. Đã phải fortify rồi. Sableye đang chờ. Chờ gì nhỉ? Sableye đã chờ xong. Lisa lao vào nhưng đó là Doom AoV qua ma chờ sẵn rồi. Tất cả các hero của bên phía team Liquid lao vào thì đều bị Doom. Đó là Insania, đó là Nisha, đó là cả Mickey. Không thể nào sử dụng được bất cứ một item gì. Anh yêu bạn một skill gì. Rồi, Boxy đang rất cố gắng để gánh cái kèo này nhưng không thành công rồi, con thua rồi. GG Adoko. Kệ xanh của Doom thực sự là quá đáng sợ. Khi mà tất cả các thành viên của Team Liquid vào đó họ không ngờ. Họ đứng ôm nhau. Và ăn một Doom AoE, cả ba người đứng trong đấy. Ama gõ một chữ Doom, chấm. Chắc thóc thì nó mới trình chứ. Lớn rồi đấy, mình bắt đầu lớn rồi đấy em ạ. Và như vậy là trận đấu cuối cùng ngày hôm nay cũng đã kết thúc tỷ số là 2-0 nghiêng về Falcon rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi ngủ sớm thôi. À cũng không sớm lắm, 3 giờ rồi. Nhưng mà cùng đi ngủ thôi. Hai nho là rõ, vậy Liquid